Sốc tận óc khi chứng kiến những đồ vật hàng ngày bỗng dưng lớn gấp chục lần. Bạn đã bao giờ tưởng tượng những đồ dùng xung quanh bỗng dưng lớn hơn gấp trăm lần thì sẽ như thế nào chưa? Khóa như thế này thì trộm nào bê nổi? Quả bài như này mới trất nè. Quả ghế dành cho người khổng lồ. Ốc vít to gấp vài trăm lần. Thì này chỉ đứng ngắm đã bủng rủn chân tay rồi. Bóng này đủ thắp sáng cả khu phố. Ăn thế này thì chắc rách mồm mất. Chỉ nhìn cái bánh xe đã cao hơn người. Con phải ăn bánh như thế nào đây mẹ ơi? Đi chơi tennis đi các anh em. Nhìn khuôn mặt thanh niên là đủ hiểu chuyện gì xảy ra. Bình sữa lớn nhất mọi thời đại đã xuất hiện. Giày này chắc dành cho người ngoài hành tinh. Tặng gái bó hoa này chắc chắn sẽ đổ. Mười một mẹo vặt hô biến đồ công nghệ cũ y như mới. Làm sao giữ cho đồ dùng luôn mới đẹp như ban đầu luôn là một vấn đề khiến nhiều người đau đầu. Dưới đây là 11 mẹo vệ sinh đồ công nghệ hữu hiệu với những dụng cụ siêu đơn giản. 1. Làm sạch loa bằng cây lăn lấy bụi trên quần áo. Loa mua lâu ngày sẽ bị đóng bụi và vì thế mà trong cũ đi nhiều. Lúc này, bạn chỉ cần lấy cây lăn chuyên dùng để lấy bụi trên quần áo cọ sát vào mặt loa. Bụi đóng lâu ngày trên loa sẽ dính vào cây lăn. Loa của bạn cũng sẽ sạch hơn, nghe rõ hơn và nhìn mới hơn. 2. Dùng bàn chải đánh răng để loại bỏ vết bẩn trên tai nghe. Thay vì cố lấy những bụi bẩn bằng tăm, bạn có thể dùng bàn chải đánh răng để làm sạch toàn bộ tai nghe. Cách làm vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần lót một tấm giấy lên bàn, sau đó úp mặt tai nghe xuống, rồi dùng bàn chải chà. Bụi bẩn sẽ rơi ra và bám vào giấy, tai nghe của bạn sẽ mới như thường. Ngoài ra, để giữ tai nghe sạch hơn, bạn có thể mua đồ chuyên đựng tai nghe để sử dụng. 3. Tẩy bút chì có thể làm sạch vết bẩn trên dây điện. Kinh nghiệm cho thấy rằng, việc sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng để xóa đi vết bẩn trên dây điện là một điều khá nguy hiểm. Hơn nữa, chất lỏng sẽ làm dây điện dính vào nhau. Thay vì vậy, bạn chỉ cần dùng tẩy bút chì là đã có thể đánh bay mọi vết bẩn trên dây điện mà lại vô cùng an toàn và hiệu quả. 4. Vệ sinh cổng cắm tai nghe bằng bàn chải nhỏ.
Loại bàn chải nhỏ chuyên dụng này được thiết kế có thể đi sâu vào những kẽ hở vô cùng nhỏ như cổng cắm tai nghe. Tuy nhiên, khi vệ sinh bạn cần phải chắc chắn rằng thiết bị của bạn đã hoàn toàn được ngắt điện nhé. 5. Vệ sinh bàn phím bằng băng keo. Những ai hay vệ sinh máy tính sẽ hiểu việc làm sạch bàn phím khó khăn như thế nào. Tuy nhiên, từ nay bạn sẽ không phải mất hàng giờ đồng hồ chỉ để làm sạch bụi bẩn bám trên bàn phím nữa vì đã có băng keo. Chỉ cần dùng băng keo dán dính bàn phím rồi gỡ ra, bụi bẩn sẽ được lấy ra một cách dễ dàng. 6. Lau màn hình bằng vải microfiber. Đừng bao giờ dùng giấy vệ sinh hay vải thông thường để lau màn hình vì chúng sẽ làm cho màn hình dễ bị trầy xước. Nếu màn hình dơ, hãy dùng vải microfiber để lau, chúng sẽ dễ dàng đánh bay vết bẩn, giúp màn hình sáng bóng và sạch hơn. 7. Vệ sinh màn hình máy tính bằng giấy lọc cà phê. Giấy lọc cà phê cũng là một công cụ hữu hiệu để bạn vệ sinh màn hình vì chúng không làm trầy xước màn hình máy tính. 8. Tự chế bàn chải vệ sinh cổng USB trên máy tính. Để làm dụng cụ vệ sinh hay ho này, bạn cần có một mảnh giấy bìa cứng và một mảnh vải có thể lấy đi bụi bẩn như vải microfiber. Đầu tiên, bạn cắt bìa cứng sao cho nhỏ hơn kích cỡ cổng cắm USB một chút, sau đó cắt một đoạn nguyên liệu để lau chùi và dán vòng quanh đầu miếng bìa như hình. Vậy là bạn đã có một công cụ vệ sinh cổng cắm USB có thể sử dụng được rồi. 9. Lau màn hình kính bằng giấy thông thường. Giấy thường có độ mỏng vừa phải như giấy báo là công cụ tốt nhất để lau chùi màn hình kính. Nó giúp làm giảm những vết trầy trên màn hình. Tuy nhiên, đừng nên sử dụng để lau những bề mặt làm từ nhựa hay tinh thể hữu cơ. 10. Loại bỏ vết trầy xước bằng dầu bóng. Đầu tiên, hãy tắt nguồn thiết bị hoặc ngắt điện, sau đó dùng băng keo làm sạch toàn bộ thiết bị. Cuối cùng, chỉ cần thoa dầu bóng vào những chỗ trầy xước trên màn hình bằng vải mềm một cách nhẹ nhàng. Vậy là bạn đã xóa mờ được những vết trầy rồi đấy. 11. Dùng bàn chải đánh răng đánh bay bụi bẩn bám quanh các nút bấm. Chỉ cần bàn chải đánh răng thôi là bạn đã có thể vệ sinh các nút bấm trên điện thoại rồi. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng bàn chải đánh răng để làm sạch sim. Vì sao những chiếc dây khóa kéo luôn có một lỗ nhỏ? Có bao giờ bạn thắc mắc về lỗ nhỏ trên các dây khóa kéo có tác dụng gì hay không? Dây khóa kéo là sản phẩm thông dụng hiện nay và xuất hiện hầu hết trong đời sống của chúng ta. Dây khóa kéo là hai dãy răng xích cố định trên hai băng vải. Hai dãy răng xích liên kết với nhau nhờ sự ăn khớp xen kẽ giữa các răng xích, thường được dùng trong quần áo vali hay các loại túi xách, đồ thể thao, dụng cụ và các đồ dùng khác bằng vải. Tên fermeture của dây khóa kéo là từ phiên âm từ tiếng Pháp fermeture, mang nghĩa là dụng cụ nào đó để đóng, để khóa, để bấm, để chốt, v.v. Cấu tạo của một chiếc dây khóa kéo gồm nhiều phần. Tuy nhiên, rất nhiều người đặt câu hỏi vì sao trên các dây khóa thường có thêm một lỗ tròn ở phía dưới để làm gì? Hãy thử một lần nữa nhìn xuống chiếc dây kéo dính trong quần áo, túi xách hay các vật dụng trang phục khác. Chúng đều có một lỗ nhỏ trên đó. Có phải rất thừa thải hay không? Câu trả lời là không nhé, vì bất kỳ thứ gì được làm ra cũng đều có mục đích riêng của chúng. Các nhà máy sản xuất dây kéo cho rằng, khi tạo ra một lỗ nhỏ trên các dây khóa kéo này, họ sẽ tiết kiệm được một phần nguyên liệu của sản phẩm. Đồng thời, chiếc lỗ tròn còn có tác dụng giúp máy móc dễ cố định chúng hơn trong quá trình làm ra sản phẩm. Ngoài ra, có lẽ bạn cũng nhận thấy rằng, việc các dây nhỏ như dây kéo trong quần jean thường có xu hướng bị trượt xuống khá sâu, khiến chúng ta cảm thấy không an toàn khi mặc. Sợ hãi sẽ bị tuột xuống lúc nào không hay. Lúc này, cái lỗ tròn sẽ phát huy tác dụng. Rất nhiều chuyên gia cho phụ nữ đều gợi ý về việc giải quyết rắc rối với những chiếc quần hay bị trượt khóa là hãy dùng một chiếc móc chìa khóa, phần vòng có kích thước tương đương với nút quần để gắn vào fermeture. Khi kéo fermeture lên, hãy gắn một chiếc móc kia vào nút quần để có thể thoải mái vận động mà không sợ bị sự cố. Những chiếc váy dài có dây khóa kéo sau lưng khiến bạn không thể với tay ra sau để khóa kéo lại, thì chỉ với một sợi dây nhỏ luồn qua lỗ nhỏ trên chiếc dây khóa, bạn sẽ dễ dàng kéo lên mà không phải chật vật khi mặc những chiếc váy này nữa. Vậy là bạn đã biết về công dụng của chiếc lỗ nhỏ này rồi nhé. Không phải lúc nào cũng có may mắn ghi lại được những khoảnh khắc trước định mệnh đau thương như thế này. Có những khoảnh khắc tình cờ nhưng đầy bất ngờ được chụp lại khiến chúng ta không khỏi thích thú vì chuẩn không cần chỉnh. Dẫu biết những bức ảnh này chỉ được chụp do sự tình cờ và may mắn, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cuộc sống luôn tồn tại những điều đôi khi khiến ta phải thúc lên ba từ thật vi diệu,